Cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vui Khỏe Cùng Con. Chị mẹ Hai Lo lại gặp lại mọi người đây. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng 21 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV9. Cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ergo đã đồng hành cùng chương trình. Và như thường lệ, ngoài chị mẹ Hay Lo thì chúng ta còn được gặp bác sĩ Kim Huyên. Dạ, mẹ xin chào bác sĩ. Chào mẹ Hay Lo. Dạ. Và xin chào các bà mẹ đến với chương trình Vui Khỏe Cùng Con. Thời điểm gần đây nè bác Huyên, thì bé nhà em rất là hay gặp cái tình trạng là bị khàn giọng, mất tiếng, chơi đùa vui vẻ bình thường, nhưng mà ngủ trưa một giấc dậy là tự nhiên thấy cái giọng ồm ồm đi, rồi qua ngày hôm sau thì lại gần như là mất tiếng luôn, thều thào luôn. Đi học thì em cũng hỏi các cô á là liệu là bé có chơi đùa vui quá, nói chuyện lớn tiếng hay không, để mà bây giờ về mà bị khan tiếng như vậy. Thì các cô cũng nói là không, bé cũng rất là bình thường, mà cái tình trạng này cũng đã diễn ra một cái thời gian cũng lâu rồi, nhưng mà nó không kèm theo những cái triệu chứng giống như là sốt gì cả. Vấn đề của bé nhà em gặp phải là bình thường hay là nó là có bất bình thường gì không, để em biết là em đưa đi khám bác sĩ ngay ạ? Thật sự ra thì cái mà mẹ nghĩ về cái câu chuyện mà bạn khàn tiếng đã lâu á, thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thí dụ như bạn vui quá, bạn hò hét trong trường, rồi một cái nữa là nói nhiều quá cũng hay bị trên cái dây thanh âm của mình á, chỗ cái cổ của mình, mà cái mà đàn ông hay có gọi là trái khế đó. Thì nó có dây thanh âm là nơi mà chúng ta có cái hộp để chúng ta phát ra giọng nói đó, thì nó có hai sợi dây thanh âm, nó tương tự như hai cọng thun vậy đó. Thì nó sẽ khép vô mở ra, khép vô mở ra khi chúng ta nói, nên nó sẽ tạo ra tiếng động, tạo ra âm thanh. Và khi mà chúng ta hét á, chúng ta nói to thì hai sợi dây này cà sát với nhau, thì một số bạn sẽ bị gọi là hạt dây thanh, nên gọi là bệnh hạt dây thanh. Thì cái này hay tái phát và hay gây khàn tiếng, và các bác sĩ hay khuyên là các bạn đừng có la, đừng có nói to và đừng có nói nhiều quá, thí dụ vậy, thì nó sẽ giảm bớt cái tình trạng này. Còn có những cái khác mà nó có thể đến một cách đột ngột hơn, tại em bé của mẹ là em bé bị lâu rồi. Thì nó sẽ nghĩ nhiều đến cái bệnh lý của hạt dây thanh. Chỉ cần giảm âm lượng, giảm la làng lên thì bạn sẽ đỡ. Còn nhưng mà đối với con nít thì khó ha. Biểu nó nín chắc nó không nín nổi. Nhưng mà bác đang lo là những cái bạn mà ở cái tuổi từ khoảng 6 tháng đến 2 tuổi, 3 tuổi là cái tuổi hay gặp vào mùa này nè. Mùa mà khí hậu thay đổi, hơi se lạnh một chút, và gần sáng mấy bạn á, có bạn thì sốt nhẹ nhẹ thôi, khàn tiếng, rồi đột ngột sẽ có những cái tiếng ho rất là đặc biệt. Đó là những bạn bị nhiễm siêu vi đường hô hấp. Nó gây ra cái bệnh gọi là viêm thanh quản cấp tính. Và lúc đó dễ dàng nhận ra, nếu bà mẹ để ý, ngoài cái khàn giọng là cái mà chúng ta hay lầm với chuyện đi chơi, hát hò hay là la lối, còn lại thì bạn ấy sẽ có tiếng ho rất rất đặc biệt mà ai nghe cũng rất là sợ luôn. Đó là tiếng ho. Ủa trời ơi, đúng rồi bác. Bé nhà em là bị đang ho như vậy luôn. Rồi kèm theo đó là mất tiếng. Cái tiếng ho đó, từ chuyên môn người ta gọi là tiếng hải cẩu kêu. Và nó thể hiện của cái hộp giọng của mình ở đây nó bị tổn thương. Bạn ấy ho thì đơn giản một vài ngày sau bạn ấy sẽ thuyên giảm, vì này là do siêu vi. Nhưng một số con siêu vi rất đặc biệt sẽ làm cho cái họng, chỗ thanh quản bị sưng phù nề lên, và giống như ai bóp cổ bạn ấy, và lúc đó bạn ấy sẽ trở nên khó thở. Bạn ấy sẽ thở là cái thầy hít vào, bạn ấy không thở được, và đây là dấu hiệu cấp cứu khẩn cấp, phải lập tức đem em bé đến bệnh viện ngay ha. Vì cái này là mẹ sẽ không làm gì được ở trong cái tình trạng mà em bé khó thở như vậy. Gọi là khó thở thanh quản, nó sẽ có nhiều mức độ khó thở thanh quản khác nhau. Ngoài ra có một số bạn là sẽ bị sốt rất cao rồi rơi vào trong cái chuyện mà ho khàn và khó thở luôn. Người ta gọi là viêm thanh khí phế quản cấp, tức là từ chỗ cái miệng mình đi vào cái đường thở của mình, cái ống thở của mình xuống đây mới tới phổi chia ra, thì đây là cái khí quản chính, nên bị tổn thương ở chỗ vùng hộp nói, hộp mà tạo ra âm thanh, và cái ống khí quản chính của mình nữa, nên gây tổn thương đường thở lớn, mà khi bị kẹt ở đây, bị nghẹt ở đây thì không thể nào thở được.
nên chỗ này rất là nguy hiểm. Vậy thì viêm thanh quản này là bệnh do tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh hay là do cái đường thanh quản của nó có vấn đề gì và nó sẽ dễ bị đi bị lại, để cho em cũng như là các mẹ ở đây có thể là nắm rõ hơn về cái căn bệnh này. Cảm ơn bà mẹ hay lo, nhờ hay lo hỏi hơi nhiều. Nhưng mà thực sự ra cái viêm thanh quản ở đây đúng như mẹ nghĩ. Ngoài những cái nguyên nhân mà hồi nãy bác vừa nói, là bạn ấy sẽ có thể bị nhiễm siêu vi, lây qua giọt bắn, lây qua những cái môi trường mà xung quanh nó đã có nhiễm và em bé hít vào. Khi mà bị những giọt bắn, em bé có thể có dấu hiệu như cảm cúm thông thường, nhưng sau đó trở nên khó thở, mà khó thở ngay tác động vào vùng thanh quản. Nhưng có những em bé cảm cúm thông thường, sau đó khó thở của nguyên cái phế quản phổi bị rút lõm lồng ngực. Nên mỗi một loại siêu vi sẽ tấn công theo một kiểu khác nhau. Chúng ta nhớ mùa Covid đi, cũng là loại siêu vi tấn công và mang nhiều cái biến chứng nặng khôn lường. Thì ở đây siêu vi này lại tấn công ngay cái hộp nói của mình, cái chỗ mà quyết định đường thở để đi vào mà nó khóa lại là nguy hiểm. Nên rất là sợ chỗ đây. Nhưng có một số bạn lại hay bị tái đi tái lại. Có những bạn gọi là cái phản xạ co thắt từ ở cái dạ dày bị trào ngược lên, cũng gây ra viêm thanh quản. Thì lúc này người ta sẽ gọi là trào ngược. Hồi xưa giờ mình hay nghe trào ngược dạ dày thực quản, thì bây giờ nó ở đây nên người ta gọi là trào ngược dạ dày thanh quản. Đó, thì có những bạn hay bị trào ngược sẽ gây ra những phản xạ co thắt lại, và lúc đó nó sẽ xuất hiện khàn tiếng. Còn có một số bạn rất đặc biệt nữa, là từ lúc sinh ra đời, người ta gọi là bẩm sinh, thì bị mềm cái sụn ở chỗ này. Nói một tiếng gọi là ống khí quản của mình, cái ống mà từ chỗ đường thở của mình đi vào trong phế quản phổi của mình đó, là cái ống nó bằng sụn. Khi sinh ra đời, mấy cái sụn này nó bắt đầu cứng cáp lại dần lên. Mấy bạn đó không may cái sụn chưa kịp cứng khi ra đời, nên mỗi lần bạn ấy hít vào thì nó xẹp lại, hít vào thì nó xẹp lại. Cho nên những cái này thì gọi nôm na là mềm sụn thanh quản. Cảm ơn nhãn hàng Avitin thuộc tập đoàn Ego đã đồng hành cùng chương trình. Có những bạn chỉ khàn tiếng thôi, không có khó thở, cái này mẹ có thể ở nhà chăm như cách hồi nãy bác nói. Còn nếu như mà bạn hơi khó thở hơn, bạn chỉ hơi rít nhẹ, thì tùy theo mức độ bác sĩ sẽ phân độ là độ nhẹ, độ trung bình, độ nặng, và bác sĩ sẽ làm sử dụng bằng hai cái loại. Số 1, nếu như quá sức khó thở, bác sĩ sẽ cho xong cái khí dung bằng một cái thuốc rất đặc biệt mà bình thường chưa có bà mẹ nào được tự ý sử dụng, đó là adrenaline, để cấp cứu khi chỗ cái thanh quản này quá sức chích thẹp. Thì người ta sẽ dùng cái đó, sẽ mở ra liền cái thanh quản. Thuốc thứ hai người ta có thể sử dụng đó là thuốc corticoid kháng viêm, để uống một liều duy nhất để phòng sự sưng về sau nó có thể tái phát. Nên đó là một vài cái cách bác hướng dẫn để ba mẹ, nếu em bé không may có gặp bác sĩ cho thuốc thì ba mẹ hiểu. Chứ còn những cái loại thuốc này đều là dưới sự chỉ định của bác sĩ. Đối với cái bệnh viêm thanh quản này á, là có phải là do mình cho con uống nước đá không ta? Bác sẽ trả lời câu hỏi của mẹ bằng một câu hỏi. Dạ. Có phải mấy anh chàng mà uống nước đá tất cả đều bị khàn tiếng không? Nếu một em bé được nuôi từ bé với nước chính thông thường, không có nước lạnh, thì hôm nay đột ngột uống nước lạnh, thì đây là một cái cơ thể gặp đầu tiên, bạn ấy sẽ hổng kịp dung nạp. Còn một em bé được uống nước lạnh thường xuyên thì bạn ấy dung nạp, bạn ấy quen. Thí dụ, cái văn hóa của người Việt Nam mình là khi bị bệnh thì đừng nên uống nước đá. Dĩ nhiên là nó có những cái vùng làm cho sưng nhiều hơn, nhưng ở nước ngoài là châu Âu và ở Việt Nam mình là châu Á thì cái văn hóa khác nhau. Ở nước ngoài khi mà họ bị viêm họng, họ đau họng thì họ sẽ dùng một cái gì đó mát mát để làm dịu cái đau. Còn ở Việt Nam mình á, khi mà bị đau họng sẽ uống một cái gì đó ấm ấm hơn. Cho nên đó là văn hóa khác nhau. Chúng ta sẽ hiểu câu chuyện rằng là khơi khơi thì không thể chỉ có nước đá làm nên câu chuyện viêm họng.
Rõ ràng cái chuyện viêm họng do chúng ta hít phải những giọt bắn nhiễm siêu vi là câu chuyện có thật. Ngoài ra thì em cũng xin hỏi bác sĩ Huyên thêm một câu nữa là bác hãy chỉ cho các mẹ thêm cái cách phòng tránh bệnh viêm thanh quản ở trẻ. Thật sự ra thì mình không né được đâu. Bị nhiễm vào thì đó là điều không ai mong đợi. Nhưng mà cái giọt bắn nó vô tình. Cho nên những điều gì mẹ chuẩn bị là cách rửa tay, là chích ngừa vaccine để cho con được trang bị thêm một cái che chở cho con. Nhưng cái mà bác Huyên muốn chính là cái dinh dưỡng nền tảng. Nếu như con được chuẩn bị trong một cơ thể dinh dưỡng đầy đủ, khỏe mạnh thì cái con siêu vi tấn công cơ thể sẽ giúp đứa nhỏ chống chọi trong thời gian ít nhất mà với một cái sức lực vừa phải để vượt qua, không phải quá sức của đứa nhỏ. Thì đó là điều bác Huy mong đợi, chúng ta gầy dựng đứa nhỏ để bạn ấy chiến đấu, chứ để dặn rằng bạn ấy sẽ không bao giờ gặp thì cũng khó cho bạn ấy khi bạn ấy gặp rất nhiều ở ngoài. Vì vậy cho nên cho bạn một cái nội lực từ phía bên trong, từ chính tay bà mẹ nấu những bữa ăn thật ngon, nấu được những bữa ăn đầy dinh dưỡng, khỏe mạnh cho con. Thì đó là nền tảng cơ bản mà còn lại được nuôi trong tình yêu thương của mẹ. Dù có bệnh thì ở bên cạnh mẹ vẫn thư giãn và vẫn vượt qua được. Em xin nhờ bác Huyên giúp em cũng như các mẹ mình có thể tổng kết lại tất cả những cái nội dung chính mà các mẹ cần phải nhớ ở trong cái chủ đề ngày hôm nay. Thật sự ra viêm thanh quản có một cái tỷ lệ ít đối với lại trẻ con, nhưng mà nó lại tác động ngay vào đúng cái vùng mà trung tâm của cơ thể để thở, nên nó rất nhanh và đột ngột. Cho nên dấu hiệu nhận diện ra chuyện con khàn tiếng và con ho ong ỏng như tiếng hải cẩu và con khó thở đi kèm thì đó là dấu hiệu bà mẹ phải nhận biết để đem đến bệnh viện kịp thời. Và việc chỉ định điều trị hoàn toàn là do bác sĩ chỉ định. Còn trong lúc ở nhà, nếu như chuyện khó thở không có diễn ra ghê gớm thì bà mẹ có thể ở bên cạnh con, chăm sóc con và đặc biệt đừng để con khóc quá nhiều hoặc quá kích thích con, làm cho con dữ dội hơn, khó thở sẽ nhiều hơn. Thì những lúc mẹ bên cạnh con như vậy sẽ làm cho con thuyên giảm từ từ cho đến khi cơ thể có cái sức đề kháng vượt qua được bệnh. Và những cái chúng ta điều trị triệu chứng xung quanh, thí dụ như bạn ấy sốt thì uống thuốc hạ sốt, mẹ có thể cho uống mật ong nếu như mà em bé trên 1 tuổi, mẹ có thể cho uống những loại siro ho thảo dược theo phù hợp theo lứa tuổi, mẹ có thể làm những cái động tác như là uống một miếng nước ấm chẳng hạn để cho con dễ chịu dịu đi và cho ăn những cái thức ăn mềm dễ nuốt, và như vậy sẽ có thêm dinh dưỡng. Và một điều nữa rất quan trọng, khi em bé chưa mắc bệnh chúng ta sẽ phòng bệnh bằng cách rửa tay, bằng cách đeo khẩu trang. Đi đến những nơi công cộng thì phải mang khẩu trang và không đi đến những nơi có người bị bệnh. Điều quan trọng nữa đó chính là chích ngừa theo lịch tiêm chủng. Xin cảm ơn bác Huyên rất là nhiều về những cái chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng là các mẹ hãy ủng hộ chương trình Vui Khỏe Cùng Con. Hẹn gặp lại mọi người vào 21 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV9. Còn ngay bây giờ thì chị Mẹ Hay Lo và bác sĩ Huyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.